Chào bạn, đây là chiếc máy xử lý trí tuệ nhân tạo của Alpha Computer. Nó sẽ giúp tôi tạo ra trí tuệ nhân tạo để chiếm thế giới. Phim ảnh thì đã phóng đại trí tuệ nhân tạo lên thành một cái mối nguy cho con người. Nó có thể đe dọa đến cuộc sống của con người và thay thế con người bằng máy móc. Tuy nhiên thì hiện nay trí tuệ nhân tạo cũng đã làm được rất là nhiều việc có ích cho xã hội. Và những cái mối lo như kiểu trên phim ảnh thì có lẽ là còn rất xa vời. Hiện nay thì ở Việt Nam cũng có rất nhiều các công ty cũng như là các tổ chức đã sử dụng trí tuệ nhân tạo vào những cái công việc của họ. Ví dụ như là họ sẽ tính toán phân tích số liệu thay cho con người, họ sẽ phân tích được thị trường chứng khoán hay là giá biến động của bất động sản, cũng như là phân tích sự thay đổi của khí hậu. Chúng ta có thể điều khiển giao thông, lái xe tự hành trình. Chúng ta có thể áp dụng trí tuệ nhân tạo vào kinh doanh rất nhiều thứ. Và ngày hôm nay thì ở Alpha đây sẽ có một cỗ máy dành riêng cho việc tính toán trí tuệ nhân tạo. Nó sử dụng tới 4 cặp đồ họa GTX 1080 Ti. Nói một chút về cấu hình của bộ máy này. Chiếc máy sử dụng mainboard là Asus Z10PE-D8 với CPU là Intel Xeon E5-2620V4 với 4 VGA MSI GTX 1080 Ti cộng thêm với 4 thanh RAM IBM ECC 16GB DDR4. Chiếc máy này được trang bị một ổ cứng Samsung SSD 960 Pro 1TB và một ổ cứng Western Digital 8TB các bạn ạ. Và nguồn để cung cấp điện cho những cái linh kiện đó sẽ là một nguồn Corsair AX 1500i. Chiếc vỏ cây được sử dụng ở đây là Grampet Series 780T Full Tower PC Card. Và tất nhiên rồi, với một hệ thống máy móc như thế này thì chúng ta không thể không có tản nhiệt nước. Đó là hệ thống tản nhiệt nước APC Modding. Đây là hệ thống tản nhiệt nước cao cấp dành cho máy có 4 GPU và 2 CPU. Tổng cộng thì bộ máy này sẽ có giá trị là khoảng 250 triệu đồng. Một cái cấu hình như vừa kể trên thì thường thường sẽ dành cho những cái đối tượng là chuyên sâu về Deep Learning, Big Data và trí tuệ nhân tạo, hoặc những người làm data cực lớn. Và thường thì họ sẽ lựa chọn những CPU Xeon giá rẻ nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo được cường độ hoạt động lâu dài. Và CPU thì không cần xung nhịp quá cao và họ phải tiết kiệm điện năng. Ngoài việc sử dụng tới 4 VGA 1080 Ti để nâng cao khả năng tính toán lên thì họ còn sử dụng những SSD để tăng khả năng buffering data từ ổ cứng sang GPU tốt hơn. Mainboard thì có 4 khe PCI Express tách biệt có thể vận hành 4 GPU cùng một lúc. PCI Express 3.0 cùng với socket 2011V3 cho khả năng băng thông lên tới 4000 Mbps trên giây. Đối với khách hàng cần hiệu năng cao hơn, có thể gắn thêm những cái cạc mạng hỗ trợ công nghệ RDMA trực tiếp lấy dữ liệu từ khe PCI Express cuối để tạo nên những cái khả năng tính toán tốt hơn. Đó là một số thông tin về những cái bộ máy tính mà chuyên để dành cho việc tính toán và làm việc về Big Data cũng như là trí tuệ nhân tạo. Và đó là tất cả những gì mà chúng tôi muốn giới thiệu về bộ cây có 4 chiếc cạc đồ họa GTX 1080 Ti này dành chuyên cho việc xử lý trí tuệ nhân tạo. Với chiếc máy này chúng ta không thể chiếm được thế giới, tuy nhiên chúng ta có thể xử lý được trí tuệ nhân tạo vào rất nhiều việc. Video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.